Xin chào tất cả anh em, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Hiệu tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để khảo sát thiết kế cho anh một ngôi nhà vườn mái thái tại đây. Thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi quá trình khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato tại tỉnh Quảng Bình này nhé. Hôm nay thì công ty chúng tôi gồm hai anh em, đó là tôi và anh Đạt. Anh em đi rong ruổi trên đường khắp các tỉnh thành từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mấy ngày hôm nay rồi. Đấy, thì mời các bạn cùng tôi theo dõi cái hình ảnh tại Quảng Bình. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục có mặt ở khu vực Quảng Bình. Chúng tôi hôm nay xuống khu vực Bố Trạch, Quảng Bình, Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình để khảo sát thiết kế cho chị Lệ một ngôi nhà vườn mái thái tại đây. Thì đây là cái cung đường mà từ Hà Tĩnh đi sang khu vực Quảng Bình. Đây là cái hầm. Hầm này thì rất là tối và gần như đèn chưa đủ độ sáng. Đấy, chúng tôi đã qua được nửa hầm và bây giờ bắt đầu sang khu vực Quảng Bình. Đây là cái khuôn viên khu đất mà anh Hiệu chuẩn bác cho anh Hiệu chuẩn bị để xây ở đây đúng không bác? Đúng đấy. Vuông vắn phết bác nhỉ? Đây thì sau quay mặt tiền là sẽ quay ra ngoài đường rồi. Đây thì có thể làm một sảnh phụ là quay về phía đằng nhà bác này. Hoặc là quay sang bên này thì tùy. Đấy thì cháu sẽ xem tuổi anh hợp với hướng phụ nào nữa. Đây còn hướng chính thì chắc chắn là quay ra phía ngoài đường rồi. Đây thì bác cái nhà này là vẫn giữ lại rồi đúng không bác? Đúng. Bác chỉ cho anh ấy từ đấy đến phần cuối cái này thôi à? Đến cuối cái lồ ra thôi đúng không? Đúng. Không là mình ngắm ở đây đến đấy. Vâng, rồi đến đây thôi đúng không? Đấy thì tí cho sẽ đo xem được bao nhiêu mét. Còn cuối là hết đất cho anh luôn. Hết đất cho anh nhà làm chỗ này thôi. Rồi thì nhà tất nhiên là đằng sau phải để lại một ít để làm sân ướt hay là gì phía sau rồi. Chăn nuôi con gà con vịt gì. Đấy xong là bắt đầu lên nhà. Thì đằng trước này nếu mà có điều kiện thì đằng trước này để ít nhất phải tầm 6 mét sân thì mới đẹp. Thì mới rộng mới đỗ ô tô các thứ được. Đấy, 6 đến 8 mét. Mà không được thì chỉ 6 mét xong bắt đầu lên tam cấp xong lên thôi. 6 mét đến đấy không? Vâng. Đây để cho đo cái là cho biết. Tí cho đo rồi cho bác cháu mình sẽ cân đối. Đấy cấp điện thì chắc cấp ở phía đằng tay phải rồi đúng không ạ? Điện đó. Đấy còn nước thì giếng ở đây mình đã có giếng chưa? Giếng rồi, giếng khoan. Khoan sau khi khoan để đất đấy. Mấy hôm nữa là thi công là khoan giếng luôn đúng không? Khoan giếng luôn. Vâng thì mấy hôm nữa sẽ khoan cái giếng mới để cấp nước cho cái khu vực nhà anh Hiệu ở đây. Còn thoát thì nhà mình thoát đi đâu được ạ? Thoát nước ấy. Đường nước thoát ấy. Xả được. Xả về đằng sau này đúng không? Rồi ạ. Cái đằng trước này chưa có cống đúng không? Không. Thoát nước thì sẽ thoát về phía đằng sau. Ok, thế mời các bạn cùng xem cái flycam từ trên cao để nhìn rõ hơn cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Hiệu và các cái yếu tố phong thủy xung quanh cái khuôn viên khu đất nhà anh Hiệu tại khu vực xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato nhé. Vâng, ở trong đây là cái khuôn viên khu đất hiện trạng nhà anh Hiệu tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thì ở đây anh dự kiến xây dựng một ngôi nhà vườn mái thái, hai mặt tiền là mặt bên này và mặt bên này, mặt chính là vẫn hướng ngoài rồi. Đó, hướng tây và mặt bên này là sảnh phụ. Thì anh có dự kiến là cấp điện là khu vực phía trước rồi. Cấp nước thì sẽ khoan giếng mới trong khu vực này, thoát nước thoát về sau thì anh sẽ để lại sân tầm khoảng tầm 6 mét. Sau đó là lên nhà thềm, sau đó là lên nhà. Đấy còn thừa bao nhiêu đến sau. Dự kiến là như thế thôi. Thì nói chuyện với bà mẹ ở nhà thì như thế. Đó. Cấp điện, cấp nước rồi, thoát nước rồi. Ok. Đấy chiều này 14m rưỡi, chiều này 32m. Thì bên này sẽ đến 5-80 phân để làm thoát nước mái chéo đổ sang bên nhà mình. Còn đâu là bên này.